Vâng, vừa rồi là 4 phút âm nhạc với những lát cắt rất là sơ lược về chặng đường 13 năm âm nhạc của một nữ ca sĩ, và trong đó có hết 12 năm gắn liền với giải thưởng Làn Sóng Xanh. Vâng, có lẽ không cần phải giới thiệu nhiều, người ngồi kế bên Kim Thanh ngày hôm nay là một người mà được các fan và những người bạn thân thương gọi một cái tên rất là dễ thương là Hoa hậu quận 7. Chào nữ ca sĩ Hồ Ngọc Vậy Hà. là cuối cùng cũng được làm hoa hậu. Xin chào chị Kim Thanh, xin chào tất cả những khán giả. Rồi, còn bây giờ quay trở lại với Nói Nhạc Thứ Bảy ngày hôm nay thì Kim Thanh xin được đọc số điện thoại của phòng thu là 0283910466, và chúng ta sẽ trò chuyện cùng với Hà, tất tần tật gì Hà cũng sẽ giải đáp hết. Cứ thắc mắc là Hà nói hết ha. Vâng, xin được nhắc lại một lần nữa số điện thoại của phòng thu là 0283910466, và chúng tôi xin được tiếp chuyện với thính giả đầu tiên ạ. Alo. Xin chào chị ạ. À, xin chào bạn, giới thiệu về mình đi bạn. Dạ, em tên là Minh Hương, sống ở thành phố Hồ Chí Minh, quận nhất luôn ạ. Rồi, quận nhất. Dạ, quận em nhất trò chào chuyện với lại quận 7 nha. Em chào các bạn Hồ Ngọc Hà. Thật ra là đang có follow Facebook của tiệm Kim Thanh và thấy livestream với lại có hay nghe lúc là thứ bảy lắm. Trước khi xin hỏi câu hỏi thì mình có nói cái ý này trước là hồi nãy Hồ Ngọc Hà có nhắc tới cái vụ mà đừng có bình chọn nếu mà về cái gọi là cái gì, cái giải thưởng là ca sĩ mà hãy cho album á. Mình thấy một câu như vậy này là mình phải khen nha, là Hà là người rất là nghĩa tình khi mà nói cái câu như thế này, là Hà không quên những cái người mà tạo nên tên tuổi của mình đó Hà. Dạ vâng. Tại vì em là một trong, mình là một trong những người follow Hà từ những ngày đầu tiên cho đến tận bây giờ, tại vì mình cũng làm trong cái công tác truyền thông á, nên mình biết hôm nay giao lưu Hồ Hà là mình xin lúc thì không phải cho phỏng vấn lộ cho giao lưu liền. À rồi. Dạ. Thì sau khi cái câu này mình nói xong rồi mình thấy cái câu đó nó là cái điểm nhấn trong cái cuộc trò chuyện vừa rồi á. Thì nhưng nghe cái thấy mình mình ưng cái câu đấy. Thì bây giờ trước khi đi câu đầu tiên mình hỏi Hà là ngày trước á, thì thật ra mình không có mê của giọng giọng của Hà thế nào hết trơn á. Rồi. Mình cũng nằm trong cái tốt là không ưa đó. Nhưng không... Trời, dũng cảm quá. Không dũng sao, cảm. Đâu có nhìn tới mặt đâu. Đó, mà sợ bị đánh. Không nhìn tới mặt. Nhưng mà bây giờ mình không ưa, nhưng mà mình chưa bao giờ không thích. Nghĩa là không ưa nhưng thích. Đúng, đúng. Thật sự á, là cái mê nó khác. Mê là cái gì đó nó khác, nhưng mà Hà thì mình thích. À, tin không, cái lớp son năm ngoái của Hà á, mình nhớ có một cái bài hát là bài Con Tất Cả, mình không bao giờ nghe Elvis hát bởi vì mình không ưng cái thể loại nhạc đó, nhưng sau khi mà nghe lớp son Hà hát live mà mọi người thu lại bằng điện thoại thôi, mình nghe xong mình lên MP3 mình tìm thì mình thấy mấy cái bản live nó chất lượng không tốt, mình vẫn đau về máy bởi vì mình thích Hà hát cái bài đó. Khi Hà con vừa lại nó hay không, Hà đang cái biểu cảm của Hà trên livestream mình thấy. Hà đừng có bất ngờ. Dạ. Bởi vì mình là một người nghe nhạc biết gu lắm, nhưng mà mình biết là Hà cover những cái bài chỉ có Hà thì nó mới ra. Mình và mấy cái cô bạn mà nghe nhạc của mình đều nói là chỉ có những một số bài Hà hát như là Tội Lỗi nè, rồi thành ra những bài sau Tất Cả Hà hát nó mới ra, mà đưa ai cover là nó cũng mới ra. Thì đây là câu hỏi chính thức nè Hà. Có bao giờ á Hà thấy á, là mình Hà thì được gọi là hạng A ca sĩ rồi đó, nhưng mà Hà tự nhận mình đi, nếu mà chỉ nói về hát thôi chứ không nói về cái tần suất xuất hiện hoặc là hình ảnh á, thì Hà có thấy mình thực sự là người hát giỏi, hát hay hay không, hay là chỉ là người hát một người làm cần mẫn và cố gắng thì cuối cùng nó thành hạng A? Dạ rồi. À, em biết mình không? Dạ hiểu. Em cảm ơn câu hỏi của chị và những cái cảm nhận của chị, bởi vì em nghĩ chị là một người rất là sâu sắc và tinh tế á. Thì em cũng xin được trả lời thẳng, bởi vì nếu như mà từ một cái người như chị không ghét em nhưng chị không thích em, mà để bây giờ chị công nhận là những cái bài hát đấy để mà chị phải tìm lại để chị nghe lại, nghĩa là em có thể em không phải là người hát hay nhất, nhưng mà em cũng là một trong những người mà hát có thể truyền cảm và gây hứng thú cho chị, phải tò mò nghe, đúng không chị? Thì em nghĩ như vậy cũng đã đủ làm nghề rồi, bởi vì là nếu mà hát hay mà không truyền cảm và không làm cho chị cảm thấy có một cái chất xúc tác gì đấy để chị tìm lại cái tên của em nghĩ nó cũng là một sự thất bại. Và nếu mà em có cần mẫn đi nữa mà em cứ thu hàng nghìn bài hát mà cũng chả ai thèm nghe hàng nghìn bài hát đấy của em, thì em nghĩ cũng không bao giờ lên được hạng A, hạng B, hạng C gì đâu. Nên là em nghĩ là em có nhiều may mắn và nhiều những cái yếu tố để mà giúp cho mình là Hồ Ngọc Hà bây giờ, thì không phải là cái gì nhất cả, nhưng mà cũng là một trong những người mà em nghĩ là cũng gây
một cái sự tò mò rồi là hay là chủ đề để mọi người bàn tán tới. Mà nhiều khi em thật là em cũng bị oan ức, em cũng muốn được một cuộc sống bình yên, em không muốn đừng ai để ý gì em hết, để ý tới những cái sản phẩm của em thôi thì chứ không thì báo chí cứ suốt ngày đăng như vậy, mọi người cứ nghĩ suốt ngày chắc em thích được lên báo lắm rồi, thích tạo scandal lắm, nhưng mà em hoàn toàn cũng không phải là một người như vậy. Bởi vì qua cái cách mà em hát hay thể hiện những cái bài hát thì mọi người cũng thấy là em cũng rất là sâu lắng và rất là tình cảm trong chính cái con người của mình, thì em mới có thể thể hiện được những bài hát như vậy. Dạ đúng rồi hà, nếu mà những người mà họ thực sự mà quan tâm đến cái giải trí á, mà gọi là người làm gì thì biết Hà là người có thể không xuất phát điểm, không phải là một người giỏi trong hát, nhưng cái sự cần mẫn thì không ai không nhận đâu. Có ghét lắm thì cũng phải công nhận, có ghét cái hình ảnh của mình khi trên báo chí á, thì vẫn phải công nhận cái sự cố gắng của người ta. Mà mình á thì thực ra là nghe giải trí là mình, tại Hà phải biết là Hà thì ti là bởi vì Hà là người của quần chúng, của công chúng chứ không phải là chứ không phải là người riêng của ba mẹ Hà hay đâu, hay là riêng của Su Bêu con Hà đâu, mà là người của tất cả mọi người. Nên Hà phải chấp nhận cái điều đó. Thì bây giờ tiếp tục cái con này, thì qua con thứ hai thì tụi ti nha. Thì đừng mình nói là tình yêu nha. Không phải quá. Mình hỏi mình không có liên quan tới đời tư lắm, mà mình hỏi một con nó liên quan tới cách Hà thử thôi. À. Hà là nữ hoàng giải trí thì Hà phải biết là người ta kêu Hà rồi, nhưng mà nữ hoàng Thị Phi thì chắc cũng nhiều. Là tuy mình biết là Thị Phi là những cái gì có nghĩa là ở đâu đâu nó ập xuống đầu mình, có những thứ mình không thích nó vẫn ập xuống, đó là Thị Phi đúng không? Nhưng Hà có nghĩ là có bao giờ do cái cách của mình ứng xử á, Hà thì là người thông minh không ai chạy hết. Khi mình hỏi câu hỏi về thông minh này mới vui nè. Thì Hà là người cái cách trả lời của Hà thì Hà có nghĩ là bởi cái cách của mình á, cái cách ứng xử của mình nó thông minh quá, nó gì quá, cuối cùng Thị Phi nó bởi những cái đó nó ập tới không? Hà có nghĩ không? Hay là Hà bản năng của Hà là Hà cứ trả lời vậy thôi, hoặc im lặng cũng là một cách thông minh á? Thì em cũng đã từng im lặng đó chị. Em cũng im lặng hàng nghìn câu chuyện rồi mà nó vẫn ập vào đầu mình chị ạ. Sau này lâu lâu cũng trả lời thẳng thắn thật lòng với mình, nó cũng trở thành Thị Phi. Thì em nghĩ là mình đẻ ra cái giờ Thị Phi rồi chị ơi. Nên là chị có thấy là cái thời gian em mang bầu Suel là em ở ẩn nó vẫn Thị Phi như thường. Cho nên là em cũng xác định là thôi thì mình cứ tập làm bạn thân với nó vậy. Với lại là thực ra cuối cùng thì bản thân của mình có cố tình làm hay là mình như thế nào thì mình hiểu rõ. Em bây giờ thì đến thời điểm này thì em cũng đã nhận ra một điều là thực ra vui hay không mới là quan trọng. Mình cảm thấy rằng là thôi như vậy nó vui là được, mình cứ coi nhẹ những cái chuyện mà mình nên coi nhẹ thì cái cuộc sống của mình nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Thì mỗi người vào cái showbiz này, mỗi người một cái định mệnh khác nhau, cũng không thể lấy một cái phép tính so sánh ai với ai. Nhưng mà bản thân em thì từ trước đến nay em cũng chia sẻ nhiều với cả khán giả của mình là tại sao mà có những fan họ vẫn luôn tồn tại với em, vì họ quá hiểu bản thân em là em sống quá thật. Em không có ru rú trong nhà để che giấu những cái điều mình cần che giấu, mà em sống quá thật. Nên là đôi khi mình phải chịu, bởi vì cái đó là do mình gây ra, hoặc mình nói ra những cái điều mà đôi khi nói ra đâu phải ai cũng hiểu đâu, họ hiểu cho mình đâu, ngay cả trong nhà mà ngồi trong gia đình với nhau mỗi người một ý kiến, đúng không chị? Nên là cũng không thể nào trách được là dư luận hay thị phi gì hết. Thì thôi em, bạn thân em rồi đó chị. Thị phi đấy. Biết sao không, còn câu này nữa nè, bởi vì mình á cũng là dân mà là follow cái vấn đề về truyền thông giải trí dữ lắm á. Không một bài nào phỏng vấn của Hà tính tới thời điểm này mình chưa đọc, nếu mà trên báo lớn, trên báo chính thống nha. Dạ, mình đúng không rồi. Có nói nó lan chạy đúng rồi. Nghĩa là Hà phải biết là có những con người á, nhưng mình nghĩa là có rất là nhiều cái để quan tâm trên truyền thông, nhưng Hà là một những cái tên mà không thể bỏ qua. Thì mình đọc tất cả nha. Cứ mỗi lần mà thấy Zing hay là kênh 14 VNZ là kể cả chị Kim Thanh mà phỏng vấn á, thì mình sẽ nghe đó, mình coi thử hôm nay cô này có nói gì ta, hôm nay Hồ Ngọc Hà của coi có trả lời sao, mình coi cái cách. Thì mình thấy là Hà là cái người á mà trả lời á thì khỏi nói rồi, ai cũng biết là sắc sảo rồi. Mình hỏi Hà thì Hà cũng biết mình thuộc người sắc sảo rồi, đúng không? Chính xác. Nhưng mình vẫn thấy khen Hà là Hà dùng từ, Hà có biết á cái bài phỏng vấn mới nhất của Hà, lúc đó mình đang đi công tác ở Campuchia nha, mà có người gửi link cho mình, mình đọc liền thì mình vẫn biết, trời ơi sao cô này cũng có thể trả lời, thì nó còn ông nội của nhà văn nữa, thì nói thì nghĩa là Hà có cái tự đọc của Hà nó rất là nhiều. Thì mình mới nói là Hà là chuyển trong ngôn từ, chắc Hà đọc dữ lắm, mà Hà lên cái sự trả lời của Hà, mình tin là khi Hà trả lời một câu ra, họ biết là dư luận họ sẽ như thế nào. Thì cái đó không phải là cái cách của Hà làm cho bản thân mình nó lên một cái tầm cao hơn không, hay là bản năng Hà là Hà sẽ nói vậy thôi,
hạt trả lời thì nó ra vậy thôi, có vậy không? Em nghĩ là trả lời nghiêm túc cho mình đi. Không, thì em nghĩ là một là vừa bản năng, mà hai là vừa cả sự trải nghiệm trưởng thành và cái độ đọc của mình nữa. Bởi vì em sợ nhất là nhiều người rất là kiểu hoa văn và cố gắng nói những từ cao siêu, nhưng mà đọc cả một cái bài từ đầu đến cuối thì tự dưng nó là mâu thuẫn nhau, đúng không chị? Nó nghĩa là nó không có logic từ đầu đến cuối. Thì em cũng đã đọc rất là nhiều người, thì kể cả là nghệ sĩ nước ngoài hay là ở rất nhiều nơi khác nhau, thì bản thân em nghĩ này, em chẳng bao giờ chứng minh mình là người học cao, cũng chả học cao và cũng không hiểu rộng, nhưng ít nhất là mình biết được cái điểm yếu của mình ở đâu để mà mình bồi đắp nó. Bởi vì bản thân em mà nếu mà làm nghề gì cũng thế, muốn tồn tại thì phải trau dồi, muốn được mọi người ngưỡng mộ thì phải hơn người, đã là vậy. Thì nhưng mà hơn người mà nó phải là thật cơ, chứ không phải là kiểu cố gắng là đọc ở đâu đấy những cái từ cao siêu xong cố ghép vào trong cái bài phỏng vấn của mình. Bởi vì thực ra mỗi một lần phỏng vấn nó sẽ là một tình huống khác nhau, mà bản thân các anh chị phóng viên thì luôn biết là em không phỏng vấn đi thôi, em thường từ chối. Nhưng mà khi đã phỏng vấn thì em luôn nói thật hết tất cả những cái gì mà mình nghĩ. Và khi mà mình nói thật ấy, thì chắc chắn nó sẽ để lộ những cái sơ hở mà mọi người sẽ tò mò và soi mói vào. Tuy nhiên những cái điều đấy thì một khi mà em đã chấp nhận lời phỏng vấn, nghĩa là em phải chấp nhận với những cái chuyện sẽ được suy diễn nhiều câu chuyện khác nhau. Và còn quay trở lại với cái câu hỏi của chị là em có cố tạo ra hay là bản năng, thì em xin được khẳng định lại là vâng, cả hai. Bản năng mình là một cái người mà nói thật và nói thẳng, và bên cạnh đó là theo thời gian thì mình được trau dồi và mình cũng nghiên cứu nhiều thì mình sẽ hiểu được là mình nói như thế nào để nó vừa thật, nhưng mà nó vừa để mọi người có thể gật gù và cảm thấy thú vị trong cái câu chuyện của mình nói, chứ không phải nó bị sách vở quá, mà cũng không thể nào bản năng một cách sáo rỗng quá. Em cảm ơn chị nhiều nhá. Chị đã thực sự là chị là vừa sắc sảo mà chị vừa cũng thẳng thật luôn á. Chị cũng xuyên thẳng vào tim em đó chị. Tại vì khi mà mình đã có cho Hà, mình nghĩ là này, mình còn nghĩ là mình là một người là hỏi là biết rồi nha, mà mình còn nghĩ là với Hà nha, mà hỏi mấy cái câu mà trước quốc á là không thèm trả lời đâu, trả lời trước quốc liền. Dạ đúng rồi. Nên đó mình mới nói là ha, Hà sắc sảo để coi cho mình trả lời. Chị quá hay. Trả lời mình có, lát đấy chị inbox cho em nha chị nha. mình còn hỏi là mình coi mình hỏi vậy thì Hà sẽ trả lời như thế nào, và thì tự từ nãy từng câu từng chữ Hà trả lời mình đều ưng. Dạ. Mình đều ưng bởi vì mình á cũng từng gọi là theo dõi và hỏi nhiều người lắm, vì mình làm truyền thông chứ mình không làm báo chí, mình biết được cái đó. Nên là hãy nhớ rằng với những người khó tính như mình và những người đồ như mình, mà mình đồng ý cái sự cố gắng của Hà, cái sự thật. Hà biết không, dù Hà có uốn éo hay Hà cố gắng tỏ ra sâu sắc, chỉ cần cái dân mà có nghề nhìn vô biết liền. Dân có nghề như chị Kim Thanh nhìn vô biết liền à. Chị Kim Thanh nhìn vô biết liền à. Nên em cảm ơn chị nhiều, chị là thôi, làm cho em tự tin vào bản thân mình hơn đó. Không em thì không mình nghiêm túc, tại vì mình phải thừa nhận là có thể người ta scandal, mình không từ nãy mình không nói, mình xin lỗi nếu cái câu hỏi của mình có những cái gì nó làm cho chị Hà cảm thấy nó hơi vô duyên hay là gì thì thôi bỏ qua. nhưng đây là một con người mà theo dõi Hà, ủng hộ thì không gọi là ủng hộ, nhưng thừa nhận những cái thứ mà Hà, không phải không ủng hộ cũng không phải là ủng hộ, nhưng mà thừa nhận cái gì người ta cố gắng thì mình thừa nhận, cái gì người ta lỡ lời thì mình nghe, mình để đó cái kiểu như vậy. Em cảm ơn nhưng mà nhiều. Yên tâm là có những con người như vậy nha Hà. Dạ đúng rồi. đúng em đang định nói như vậy đó chị, em đang định nói là chị làm cho em có một cái niềm tin nhiều hơn á vào cuộc sống và vào con người đó chị. Dạ lâu em cũng hơi mất niềm tin. Thôi rồi chắc là được rồi, đúng không Hương ha? Rồi để xí để giả bộ inbox nha chị. Dạ đừng có giả bộ thiệt luôn, đừng có giả bộ. Rồi cảm ơn. Dạ vâng ạ, vâng, chúc chị một ngày vui. Vâng, xin được cảm ơn chị Minh Hương rất là nhiều. Và Kim Thanh nhắc là số điện thoại của chúng ta là 0283910 4866. Và bây giờ trước khi đến với các thính giả tiếp theo thì xin được dành một chút thời gian cho quảng cáo ạ. Bây giờ nói chút xíu về Làn Sóng Xanh đi. Gắn bó 12 năm trời luôn, và năm nay là năm thứ 20, chắc mình cũng có chút xíu tình cảm chứ hả? Dã man nhỉ. Nghĩa là Hà đi được nửa chặng đường của Làn Sóng Xanh. Hơn nửa một chút, gọi là 6 phần đấy. Thì phải công nhận là giống như là Làn Sóng Xanh, cho dù sau này nhiều những cái giải thưởng khác được ra đời, rồi nhiều những cái nhận định khác nhau về Làn Sóng Xanh, hay là nhiều những chương trình được hoành tráng quy mô hơn cũng có, thế nhưng mà tự dưng nghe đến cái tên Làn Sóng Xanh thì mọi người
mới có một cái hình dung rằng là nó giống như một cái linh hồn của đời sống ca nhạc Việt Nam vậy đó. Bởi vì nó được hình thành từ những ngày gần như là đầu. Để biết thế nào là ca sĩ ngôi sao thì Làn Sóng Xanh đã có những cái sự gắn bó như vậy và tạo dựng nên được rất 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 là nhiều những tên tuổi cho làng ca nhạc Việt Nam. Vì vậy mà Hà nghĩ rằng là dù sau này có nhiều những chương trình khác rút kinh nghiệm hay làm hay hơn, hay là được đầu tư hơn, được tài trợ hơn, thì nhưng mà không có Làn Sóng Xanh thì giống như kiểu cái năm đó nó bị thiếu hụt một cái giải thưởng uy tín dành cho tất cả các ca sĩ Việt Nam. Và Hà thấy Làn Sóng Xanh cũng rất là công tâm, bởi vì nghĩa là họ đánh giá được ca sĩ triển vọng, ca sĩ ngôi sao và những ca sĩ có công hiến. Vì như vậy thì Hà nghĩ sẽ công tâm hơn rất là nhiều khi mà có nhiều những cái giải thưởng họ để những bạn rất trẻ cho đến những người đã rất trưởng thành rồi vào một cái bảng xếp hạng, thì quả thực nó hơi bị khập khiễng. Khập khiễng không phải bởi tài năng mà khập khiễng bởi quá trình lao động. Vì vậy mà Hà nghĩ rằng là Làn Sóng Xanh vẫn là một trong những cái giải thưởng mà bản thân Hà là một nghệ sĩ mà cũng là có một cái hoạt động khá là lâu dài, thì nhìn nhận là xứng đáng và vui khi mà mình nhận được cái giải thưởng đấy, bởi vì nó đúng với những gì mình cống hiến và đúng với những gì mà mình lao động, chứ không phải giống như là một cái tên để vào để được câu khách, để cái giải thưởng nó được chú ý. Thì đó là một trong những cái mà Hà đánh giá rất là cao cho đến tận thời điểm này của Làn Sóng Xanh. Và cảm nghĩ như thế nào khi hồi đó thì mình chỉ là triển vọng mà bây giờ mình đã top goal rồi đó. Nghĩa là cũng trưởng thành rồi đó. Chứ chảy chung gì nữa. Một cái tát vô mặt đó chứ sao giờ. Nhưng mà cái đó là cái phải biết đối mặt với tất cả, ai cũng thế thôi. Bản thân chị Kim Thanh chắc cũng đã từng phỏng vấn từ thế hệ nào cho tới tận bây giờ rồi. Đúng thì rồi. Chị cũng đã chứng kiến được rất 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 là nhiều những hàng lớp khác nhau đã thay thế nhau rồi là cùng nhau xây dựng thành một cái showbiz Việt như bây giờ. Và chị cũng là người mà em nghĩ là chị nhìn thấy rõ nhất cái đời sống âm nhạc nó đã chuyển mình như thế nào, nó khác hẳn, khác biệt ra làm sao cho tới tận thời điểm ngày hôm nay. Nhưng mà bản thân Hà thì để thấy được là mình vẫn tồn tại chứ, bởi vì từ triển vọng, có nhiều người cũng triển vọng xong mất tiêu mất tích đâu. Đúng rồi. Thì mình cũng từ triển vọng xong rồi vào top yêu thích cho nhiều năm, nằm trong top 10 yêu thích cho đến bây giờ là top gold, thì chắc mới hết top rồi. Chuẩn bị chuyển sang đi bán top mỡ rồi. Nhưng mà bây giờ thì thấy Hà lại quan tâm đến những cái hạng mục kiểu như là giải, gọi là giải dự án dành cho đó. Ekip đúng rồi, đúng rồi. Em xin lỗi. Ví dụ như là album hay chương trình hay là bài hát. Bởi vì mình góp một cái phần công sức để cho những người trong ekip của mình họ được nhận giải thưởng. Bởi vì đâu phải ai cũng như ca sĩ nhận được hết giải này giải kia rồi là được nhận được cúp này cúp kia trưng ở nhà đâu. Thì giống như nhiều năm vừa qua thì khi mà Hà nhận là album của năm thì Hà dành tặng cho nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận, chương trình của năm thì Hà dành tặng cho nhạc sĩ Hoài Sa. Hà đâu có còn cầm những cái cúp đấy về nhà nữa đâu. Bởi vì là thực ra là Hà cũng đã nhận rất 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 là nhiều cúp của nhiều chương trình khác nhau, và đặc biệt Làn Sóng Xanh mà những cái nốt nhạc là nhiều lắm rồi. Và những cái kỷ niệm chương của Làn Sóng Xanh thì mình có một cái góc riêng của Làn Sóng Xanh đã để đó từ những cái năm gọi là 10 năm về trước rồi. Và bây giờ thì chúng tôi xin được tiếp chuyện với thính giả tiếp theo ạ. Alo. Alo. Xin được chào bạn ạ. Bạn ơi, giới thiệu về mình đi bạn. Em là, đầu tiên thì em xin chào chị Hà và chào chị Kim Thanh cũng như là toàn thể tất cả các thính giả nghe đài chương trình Nốt Nhạc Thứ Bảy. Em là Huỳnh Chiến Kiệt, hiện tại đang sống và làm việc tại Đà Nẵng. Ở Đà Nẵng. Chào Kiệt. Dạ, chào Hà. Hôm nay thì được biết là có giao lưu với Hồ Hà thì Kiệt có chuẩn bị hai câu hỏi dành cho Hà. Đầu tiên thì Kiệt hỏi về công việc tí nha. So với những ca sĩ khác thì mất họ thường, thì biết á, thì mất hơn 6 tháng để hoàn thành một sản phẩm âm nhạc nào đó. Trong khi Hà sau cái live show lớp xong thì chưa đầy 1 tháng Hà đã ra mắt một DVD. Thì Hà nghĩ như thế nào, đó có khỏe được khoảng thời gian đủ để đưa ra một sản phẩm âm nhạc chất lượng và tốt đến với khán giả hay không? Cho Hà trả lời câu hỏi này trước. Vì là Hà nghĩ nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố lắm. Bởi vì có những chương trình mà khi edit chậm trễ là vì trong quá trình mình thực hiện
show á, mình gặp nhiều vấn đề khó khăn, rồi sau đó âm thanh không đảm bảo hoặc là hình ảnh không được tốt, cho nên mọi người phải cần thêm thời gian để điều chỉnh. Thì Hà may mắn á, là khi mà Hà tổ chức cái show của mình thì mỗi một ekip, mỗi một bộ phận họ lo đầy đủ, toàn vẹn và gần như hoàn hảo cái khâu của mình, để khi mà edit nó không mất quá nhiều thời gian. Và chỉ có một cái duy nhất đó là lần vừa rồi thì giọng của Hà hôm đó là Hà bị ho đờm ở cổ, nên nó không tốt bằng cái lớp sau một thôi, chứ còn lại phần hình ảnh hay tất cả mọi thứ nó hoặc âm thanh là cực kỳ hay, từ ban nhạc mọi thứ, nên Hà không việc gì Hà phải thay đổi một cái điều gì nữa. Hà giữ lại hoàn toàn cái linh hồn cái lớp songs đấy, thì có chăng là cắt ghép lại những hình ảnh đẹp nhất ở trong bài hát để đưa vào thôi. Vì vậy thì nó mới trong một cái quãng thời gian ngắn nó có thể tung ra. Và Hà cũng đã có chia sẻ với tất cả những anh chị phóng viên ngày hôm đó để có thể nói tới cho tất cả những khán giả của Hà biết được là nhanh là bởi vì cái cuộc sống bây giờ của mình nó có quá nhiều thứ để nó truyền tải cái thông tin của mình ngay tức khắc lên trên truyền thông rồi. Như là ngay sau khi show diễn thì lên YouTube đã có thể xem cái bài đó của Hà. Mà bây giờ 6 tháng 1 năm sau Hà mới cho ra sản phẩm của mình thì Hà nghĩ chẳng lúc đấy chẳng có ai mua nữa đâu, bởi vì là họ đã xem và nghe nát rồi. Vì vậy mà đó là cái cách mà Hà may mắn có một cái ekip rất là chuyên nghiệp, mỗi người một biết cái trách nhiệm của mình để mà lo gần như là hoàn hảo cho cái show của Hà và cái sản phẩm của Hà. Vì vậy mà Hà cũng xin được đảm bảo tin chắc là sau đó Hà cũng về coi là Hà tin chắc một điều là cũng sẽ không gây thất vọng, bởi vì nó đạt đúng với những cái yêu cầu của Hà đề ra khi mà cho ra một cái DVD về một cái show diễn live như vậy. Thì Hà khá là Hà rất là ưng ý, và qua đây cũng xin được cảm ơn ekip của mình. Và nếu mà được thì Kiệt cũng mua đĩa xem thử có ok không. Rồi, đối với Kiệt nếu Kiệt là người cần mua thì Kiệt phải tìm hiểu kỹ. Và sau khi chia sẻ của Hà thì Kiệt thấy là khá là ổn về cái chất lượng của sản phẩm, đúng không? À, tiếp không, theo ổn thì đó, xin... là ổn đó chứ không ổn không. Vâng, xin được cảm ơn Kiệt rất là nhiều. Và chúng tôi xin được tiếp chuyện với thính giả tiếp theo ạ. Alo. Dạ, em chào chị Kim Thanh. Chào bạn, bạn giới thiệu về mình đi bạn. Dạ, em tên Minh ở quận 11 chị. Rồi, bây giờ Minh trò chuyện cùng với Hà ha. Mình cũng không có nhiều thời gian mà còn thính giả chờ nữa Minh. Dạ, em chào chị Hà. Chào Minh. Dạ, em có một vài câu hỏi muốn hỏi chị. Một vài câu hỏi, ok. Hình như sức khỏe của chị hình như hôm nay cũng không được tốt lắm, em thấy chị ho. Chị hơi ho thôi chứ còn sức khỏe vẫn rất tốt. Dạ, dạ. Em thì thích chị Hà hát những bản nhạc mà đan kiểu sôi động. Như là kiểu là những cái bài là Hãy Thứ Tha Cho Em. Hay là Thứ Tha, Destiny, What Is Love, Give Me Love, rồi, dạ, ok. Dạ, đúng rồi. Nhưng mà dạo này thì sao em thấy chị không có sức khỏe... không có làm gọi là ít hát những bản nhạc dance, dạ, mà hát ballad nhiều quá. Dạ quá. em muốn hỏi là trong tương lai là chị có sản phẩm dance nào sắp tung ra hay không hả chị? Sắp quay rồi, yên tâm nhá. Bởi vì làm ca sĩ đôi khi cũng phải uyển chuyển thay đổi một chút cho đỡ chán, chứ bây giờ cứ nhảy hoài xong rồi những khán giả mà họ cần chia sẻ mà mình không có bài hát thì cũng kỳ. Thì sắp tới đây thì Hà cũng sẽ tung ra rất là nhiều những cái bài dance, bởi vì thực ra mà nói ấy, cái lúc mà mình còn nhiều cái tham vọng khát khao và lúc mà còn hai mấy tuổi mình nhảy đùng đùng trên sân khấu không sao, mà tự dưng đến lứa tuổi trưởng thành hoặc là mẹ rồi mà mình nhảy nhiều ấy, tự dưng mình thấy nó cũng cứ làm sao á. Thành ra là Hà cũng phải rất là lựa chọn trong những cái bản nhạc dance của mình rồi dựng bài. Tất nhiên ơi, thì Madonna, thì đúng nhảy. Rồi trên thế giới thì Madonna, J-Lo 50-60 họ vẫn đùng đùng thì không sao, nhưng mà cái văn hóa đấy của họ khác. Còn văn hóa ở mình nó khác. Và cái quan trọng là tự dưng Hà đến một cái lúc nào đó mà Hà muốn cái dòng nhạc của mình nó được đi sâu hơn, đi dài hơn, thì bắt buộc Hà phải chuyển sang những cái dòng nhạc trưởng thành hơn. Hà không thể nào mà càng trưởng thành Hà càng hát nhạc nhí nhảnh là không được. Tuy nhiên là Hà cũng không cắt bỏ đi cái điều mà cái dòng nhạc mà đã giúp cho Hà được mọi người thích thú, thì Hà vẫn sẽ hát nhạc dance chứ, vẫn có, nhưng mà Hà phải tìm những cái bài hát nó rất là phù hợp, và những đã hát dance thì nó phải rất là hợp thời. Thì mà để lựa chọn những bài hát hợp thời là rất khó chứ không phải đơn giản. Nhưng mà sắp tới đây cuối năm này thì chắc là Hà cũng sẽ cố gắng tung ra một số bài. Dạ, tại vì em rất là thích chị, xem chị vũ đạo. Chị vũ đạo rất là đẹp. Rồi, cảm ơn. Dạ, câu hỏi tiếp theo thì em hỏi chị là dạo này thường có xu hướng là tự bỏ tiền mà làm phim mà mình đóng vai chính luôn. Thì chị có ý định là trong tương lai làm phim độc lập sẽ làm một bộ phim về cuộc đời của mình không ạ chị?
Chắc về cuộc đời Hà chắc thôi, bởi vì là nó cũng tà le tách lét trên báo, mọi người cũng nói cái này, mọi người cũng tự suy đoán cái kia đủ các kiểu. Thế nhưng mà Hà thì Hà chưa bao giờ có quan điểm là chưa bao giờ nghĩ tới cái chuyện là tự bỏ tiền ra để mình đóng vai chính cả. Bởi vì thực ra là Hà có nhà sản xuất sẵn sàng bỏ tiền để mình đóng vai chính rồi còn gì, đúng không? Đúng, ai ạ? Thì tại vì mình không muốn thôi, muốn là có. Dạ, cũng có, nhưng mà thực sự là Hà không tự tin vào cái chuyện Hà đóng phim. Hà làm như Hà không có duyên với đóng phim á. Phim đóng thì không đến nỗi tệ, mà phim nó cũng không tệ đâu, mà tự dưng ra nó cứ bị chức guốc, nó cứ bị vô nhìn, nên là Hà cũng không nghĩ tới cái chuyện đó lắm. Nhưng mà mình sẽ không dám nói trước được tương lai nó sẽ là như thế nào, biết đâu tự dưng một ngày đẹp trời mình lại hứng lên mình làm thì sao. Nên là mình cũng không nói trước được. Nhưng mà cũng cảm ơn bạn về cái câu mà bạn vừa hỏi, để cho Hà tự hỏi mình xem là mình có thích tự bỏ tiền ra xong rồi làm một phim không bị ăn chửi không. Mình cái đó là một cái cuộc chơi rất mạo hiểm, đúng không? Mình tự bỏ rất một bộ phim Hà nghĩ rằng ít nhất phải 10 tỷ đó, mà còn cực khổ đóng phim thức khuya dậy sớm nữa, mà cái kết quả ra chưa chắc là được khen. Nên là để xem mình có liều mạng quản này cho nó vui không. Dạ, câu hỏi cuối là có những ca sĩ khi tới một đẳng nào đó thì việc họ tung ra sản phẩm hit hay không hit thì cũng không có quan trọng nữa, giống như không ảnh hưởng đến vị trí của họ nữa. Thì chị nghĩ là mình đã đạt đến đẳng đó chưa vậy chị? Hà nghĩ chẳng có ai dám nghĩ mình tới cái đẳng đó đâu. Tung bài ra mà không hít là biết là thôi đi về mà hít thở ở nhà đi cho rồi, chứ còn tồn tại làm gì nữa. Cái này là Hà nói thật mà. Chứ bởi vì là ca sĩ, nghệ sĩ hay kinh doanh hay cái gì đều phải có cái sản phẩm của mình, và sản phẩm phải được đón nhận thì mới được gọi là thành công. Thì bản thân Hà mà ra bài ví dụ như là Người Yêu Cũ mà không thành công, hay Cả Một Trời Thương Nhớ không thành công là coi như xong rồi đó. Chứ Hà không có cái quan điểm là tự tin đến cái mức mà ra bài mà hít hay không hít không quan trọng. Hà nghĩ không phải đâu, bởi vì là khán giả họ có cái sự nhìn nhận của mình, và ngay cả nghệ sĩ họ cũng phải có cái lòng tự trọng của mình chứ. Đâu thể nào mà cứ thích thì tung, xong hít hay không hít thì tùy, muốn nghe không thì tùy. Hà nghĩ không ai dám thách đố khán giả của mình như vậy đâu. Dạ rồi, em xin cảm ơn chị. Rồi, chào Minh, và chúng ta sẽ tiếp chuyện với thính giả tiếp theo. Alo. Dạ, em xin được chào chị Kim Thanh và xin được chào chị Hà Hồ ạ. Rồi, bạn tên gì ha? Dạ, em tên là Lan Ngọc, em đến từ thành phố Hồ Chí Minh ạ. Rồi, Ngọc trò chuyện cùng với Hà đi. Xin chào Ngọc. Dạ, em xin được chào chị Hà. Hôm nay rất là vui khi được trò chuyện cùng với ca sĩ em yêu thích ạ. Cảm ơn nhiều. Dạ, chị, em có câu hỏi đặt cho chị, đó là em rất là thích những sản phẩm âm nhạc chị. Thì một trong số đó là những cái sản phẩm chị kết hợp với anh Dương Cát Linh và Đỗ Hiếu á chị. Nhưng mà sao lâu quá rồi em không thấy chị kết hợp lại với hai anh đó nữa chị. Thứ nhất là Đỗ Hiếu là chỉ vừa mới năm ngoái bài Keep Me In Love thôi. Nên là bây giờ anh Hiếu thì thực ra là tất cả các nhạc sĩ Việt Nam mình họ đều phải viết bài cho rất là nhiều những ca sĩ khác. Và bây giờ thì Hiếu cũng đang viết cho Hà một số bài mới. Và anh Dương Khắc Linh thì trong tuần này, cảm ơn bạn qua đây, thì chắc Hà cũng sẽ gửi cái đường link này để gửi tới anh Dương Khắc Linh. Bởi vì là anh đã để cho khán giả chờ đợi quá lâu. Vì anh Linh thì hứa với Hà là năm nay, tuần này sẽ đưa cho Hà một số bản demo để mà mình lựa chọn. Thì cũng cảm ơn bạn là đã có sự quan tâm như vậy cho những cái sản phẩm của Hà. Thì thời gian qua thì Hà cũng đã hát rất là nhiều những bản của anh Nguyễn Hồng Thuận nè, rồi bài mới nhất là Cả Một Trời Thương Nhớ của Nguyễn Minh Cường. Vậy chứng tỏ bạn hỏi như này là bạn thích những bài sôi động đúng không? Dạ. Thì cũng sẽ giống như cái câu trả lời vừa rồi của bạn Minh ở trước, là Hà cũng trong cuối năm nay thì Hà sẽ cố gắng ra một số bài sôi động, giống như là cái sự chờ đợi của tất cả các bạn. Em được biết thì nhạc sĩ Huy Tuấn, anh Huy Tuấn là một trong những người đầu tiên mà tạo bước đệm cho chị khi mà chị lấn sân sang lĩnh vực âm nhạc á chị. Thì không biết là sắp tới nữa là chị có dự định sẽ kết hợp lại với anh trong một dự án nào đó không chị? Hà hy vọng là anh Tuấn vẫn còn cảm hứng viết nhạc, bởi vì anh ấy bây giờ đang trong vai trò là nhà sản xuất và làm rất là nhiều những chương trình truyền hình khác nhau, nên là sợ là anh Tuấn không còn thời gian để viết bài. Chị thì chị vẫn luôn 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 có một cái sự biết ơn, mang ơn tới tất cả
tất cả những ai mà làm việc cùng với mình, chứ không chỉ riêng anh Huy Tuấn hay là nhạc sĩ Đức Trí. Thì anh Huy Tuấn thì lâu nay rồi hả, chị cũng thấy là anh ấy đã quá bận rộn với cái vai trò nhà sản xuất, nên là hoặc là những chương trình ca nhạc như là Idol chẳng hạn, thì anh cũng luôn đóng vai trò là giám đốc sản xuất âm nhạc, nên là Hà nghĩ là cũng đã chiếm rất là nhiều thời gian, thì không còn thời gian để viết nhạc nữa. Nhưng mà hy vọng là một ngày đẹp trời nào đấy anh nhìn mưa rơi, anh có cảm hứng viết bài và gửi cho Hà, thì Hà lại có sản phẩm để ra, giống như là bài 24 giờ 7 ngày của hơn 10 năm trước. Yeah. Vâng. Rồi chắc là còn hôm mình sẽ cho bạn khoảng 1 phút nữa đi, tại vì có thính giả đang chờ. Còn câu hỏi nào nữa không Ngọc? Dạ dạ, còn chị Thanh. Chị Hà ơi, cũng liên quan đến một nhạc sĩ nữa đó chị, như chị vừa nhắc đó là anh Đức Trí đó chị. Dạ. Thì không biết là chị có dự định là kết hợp với anh trong một dự án mới, như là ý em nói ở đây đó là chị hát bài hát cho anh sáng tác, chứ không phải là anh hòa âm phối khí cho chị trong một album đó chị. Thì cái này cũng lại phải tùy cảm hứng của anh Trí. Nhưng bây giờ chị từ anh Trí bây giờ là không những là nhà sản xuất mà còn là thầy giáo nữa, nên là thầy giáo đôi khi là cũng khó để viết một cái bài hát về tình yêu hay là gì, bởi vì thường á, em sẽ để ý là nhạc sĩ mà cứ khi mà thành lập gia đình xong rồi có con có cái là họ hay chuyển hướng sang nhà sản xuất này kia. Không thật mà, chứ bây giờ tình yêu đâu ra viết, vợ la sao đúng không, viết bay bướm về tình yêu thì tưởng đâu ôi anh này chắc đang yêu ai đấy mà viết bài này. Thành ra là các anh ấy cũng tránh ít khi viết bài hát. Kỳ vừa rồi anh ấy cũng có gửi cho Hà một số bài, nhưng mà nó lại nằm trong cái dự án âm nhạc của anh ấy rồi. Thì Hà cũng mong là, rồi Hà cũng là một trong những ca sĩ luôn luôn khao khát được hát nhạc của nhạc sĩ Đức Trí, bởi vì là nhạc của anh ấy nghe hoài càng nghe càng thấy hay, nên là chẳng có lý do gì mà Hà không muốn hát nhạc của Đức Trí cả, chỉ vấn đề là anh ấy còn cảm hứng để viết nhạc hay không thôi. Mà hình như bây giờ là còn chuyển sang nhạc phim nữa, nên là cũng nhạc phim thì thành ra là anh ấy toàn làm những cái dự án như vậy, cũng ít khi mà cho ra những cái bản solo lắm. Dạ dạ chị Thanh, em còn cho em một câu hỏi cuối cùng nữa nha chị. Rồi lẹ nha, mình hết giờ. Đừng nói thêm một anh nữa nha. Dạ. Em thấy là đến một giai đoạn nào đó thì ca sĩ sẽ thử nghiệm mình với dòng nhạc bolero á chị Hà. Ôi trời trời trời. Em chị mà chuyển sang cái đó là thảm họa Việt Nam ấy. Nó giống như là hài kịch ấy, chứ không phải. em định hỏi là trong thời gian sắp đến là chị có nghĩ là mình hợp với dòng nhạc này và thử nghiệm nó không chị? À không em nhé, cảm ơn em. chị nữ hoàng giải trí ở trong cái lĩnh vực là giải trí, là chị trình diễn, là chị hát những ca khúc hợp thời là hợp rồi, chứ mà đừng để cho chị giải trí theo cái kiểu mà chị hát bolero xong chị càng hát người ta ở dưới càng cười là chết chị đó, không được đâu em. Nhìn mặt chị mặt chị đã không hợp với bolero rồi, chứ đừng nói đến giọng. Chị xin lỗi em, chị không thể đáp ứng được nhu cầu tò mò này của em. Vâng, xin được cảm ơn Lan Ngọc rất là nhiều, và bây giờ thì chúng ta sẽ dành thời gian cho thính giả tiếp theo. Alo. Dạ em chào chị ạ. Rồi chào bạn, chắc là bạn giới thiệu mình đi bạn. Dạ em là một khán giả hâm mộ rồi ạ. Em phải có hai câu hỏi muốn hỏi chị Hà. Rồi bạn đặt câu hỏi nhanh nha, mình hết giờ. Em rất là thích chị kết hợp với nhạc sĩ Châu Đăng Khoa, không biết là sắp tới thì chị có kế hoạch. Ôi trời ơi, cái này là giống Châu Đăng Khoa thế. Câu thứ hai là Châu Đăng Khoa, chị có thấy nhạc sĩ Châu Đăng Khoa có đức trai không ạ? Nhạc sĩ Châu Đăng Khoa. Ừ, nhưng mà bạn này giống là nhạc sĩ Châu Đăng Khoa mà giả giọng bản hát đấy nhá. Không phải đâu chị ơi. Nghe rất là giống nhá. Tôi nghi lắm rồi phải không? Dạ không, em không biết thằng Khoa đấy là ai. Em không biết thằng Khoa đấy là ai. Rồi. Em không biết thằng Khoa đấy là ai mà em lại hỏi về thằng Châu Đăng Khoa là như thế nào, em hơi mâu thuẫn. Chị không trả lời câu hỏi của em đi. Chị bạn đấy giống như là em trai của chị mà em, nên là chị bảo viết bài là viết ngay ấy mà. Chị nói đùa thôi, tại vì bạn đấy cũng là một trong những nhạc sĩ rất là gọi là đắt khách. Rất là đắt khách, cho nên là đây là chính xác là bạn này là bạn Châu Đăng Khoa rồi đấy. Có số điện thoại thư ký gửi rồi. Nhưng mà chỉ còn một câu hỏi nữa chưa trả lời. Chị thấy nhạc sĩ Châu Đăng Khoa có đẹp trai không? Châu Đăng Khoa luôn luôn đẹp trai trong mắt chị em nhé. Là trong mắt Hồ Ngọc Hà thôi. Còn hình như là bây giờ khán giả đang được giao lưu cả nhạc sĩ Châu Đăng Khoa và nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà thì phải.
Thôi em không biết được nha, em cảm ơn chị ạ. Trời trời, cái này là người ta giao lưu với thính giả mà tự nhiên chiếm spotlight là như thế nào? Thính giả trong khi đang chờ đợi rất là nhiều. Sao mà chị hay chị nhạy thế nào chị Kim Thanh, sao chị có thể nhận ra được hay vậy? Tại vì dạo này là Châu Đăng Khoa có kết hợp cùng với Kim Thanh dẫn chương trình, thành ra mình thuộc cái giọng. À, cho nên là biết cố tình là giả giọng rồi mà mình chị sao? Xin được chúc Châu Đăng Khoa một một ngày cuối tuần vui vẻ nha Châu Đăng Khoa, em đừng chiếm sóng của khán giả của chị nha. Rồi xin được cảm ơn Khoa rất là nhiều, và bây giờ chỉ còn hơn 2 phút nữa tranh thủ một thính giả sau cùng của ngày hôm nay. Vâng, không biết là bộ phận thư ký kết nối được hay không, tại hồi nãy là Kim Thanh có nói là để dành cho bạn thính giả sau cùng, tại vì bạn này rất là đặc biệt và thư ký đã bị lừa không biết là ai và nói là đặc biệt lắm. Hóa ra thì đặc biệt là Châu Đăng Khoa. Và chủ yếu mục đích của Châu Đăng Khoa thì chỉ là xác nhận là Hồ Ngọc Hà có thấy Châu Đăng Khoa đẹp trai hay không. Đó, vâng mục đích đó là chỉ là như thế. Không biết là như thế nào, bộ phận thư ký đã kết nối với thính giả tiếp theo chưa? Alo. Vâng, có lẽ là sợ là không kịp để trò chuyện với một thính giả nữa, cho nên là thôi bây giờ chúng ta sẽ chào tạm biệt với các bạn tại đây, và sẽ gửi tặng các bạn bài hát mới nhất của Hồ Ngọc Hà là Cả Một Trời Thương Nhớ. Dạ. Và cũng cảm ơn Hà đã dành thời gian để trò chuyện với Nó Nhạc Thứ Bảy ha. Còn đây xin được cảm ơn chị Kim Thanh, tất cả những khán giả đã cùng giao lưu và lắng nghe những câu chuyện của Hà, và chúc cho mọi người một cuối tuần thật là hạnh phúc.